Từ đầu năm đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cho các khu, cụm công nghiệp đã được các địa phương và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Qua đó đã giải phóng mặt bằng được trên 43 ha, trong đó chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp thực hiện chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân được khoảng 13 ha, đồng thời xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp được khoảng 40 ha. Có thêm 3 cụm công nghiệp được giải phóng mặt bằng với tổng diện tích trên 30 ha, nâng tổng số cụm công nghiệp đang thực hiện giải phóng mặt bằng lên 7 cụm công nghiệp với tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng trên 200 ha. Đã khởi công được cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân với diện tích 75 ha trên địa bàn huyện Ân Thi và Kim Động. Phần đầu đến cuối năm 2023, tỉnh Hưng Yên giải phóng mặt bằng khoảng 500 ha đất cho các dự án cụm công nghiệp đã được thành lập.